Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, tức là từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 âm lịch. Và đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trời sinh những con giáp này là những người chăm chỉ siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng cố gắng nỗ lực. Chính vì thế mà trong 3 ngày tới, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, mọi sự cố gắng của các bạn cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Công việc thì thuận buồm xuôi gió, vạn sự hanh thông, làm việc gì cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nhờ vậy mà con đường tài lộc cũng được mở rộng thênh thang, cái việc kiếm tiền bỗng dưng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Cơ hội đổi đời giàu sang chắc chắn sẽ đến với những con giáp này trước rằm tháng 5 âm lịch. Bên cạnh đó, các bạn cũng sẽ gặp được cái người hữu duyên. Cái cuộc sống của các bạn từ ngày hôm nay trở đi cũng sẽ vô cùng là hạnh phúc. Đặc biệt, đây cũng là cái thời điểm vàng để cho các bạn mở rộng cái mối quan hệ của mình. Từ đó cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc cũng như là sự nghiệp. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn trong 3 ngày tới đây. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong 3 ngày tới thì không ai khác, đó chính là những gia chủ tuổi Dậu. Quý vị thân mến, nói chung có thể nói là trong 3 ngày tới, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư thì những người tuổi Dậu cũng gặp được một cái vận gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, khi mà vừa có quý nhân tương trợ lại thêm nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh nữa. Vậy nên là nó cũng sẽ gặp thời thôi thúc cái sức phấn đấu vô cùng mạnh mẽ của những người tuổi Dậu. Nói chung trong thời gian này, quý vị mưu sự lớn nhỏ gì cũng đều dễ thành, làm ăn thì thuận lợi, kinh doanh hay là đầu tư ấy, thì đều có thể gì thắng lớn, trúng đậm, giàu to. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới thì sự nghiệp của những người tuổi Dậu cũng như được vén cái màn mây che phủ, bước đến những cái thành công rực rỡ hơn mà hanh thông rực rỡ. Nói chung là mưu sự lớn nhỏ gì cũng sẽ gặt hái được những kết quả tốt đẹp. Bên cạnh đó, cái vận quý nhân nó cũng khá là vượng. Vậy nên là gì? Trong thời gian này, những người tuổi Dậu cũng phát huy được cái tài năng thiên bẩm của mình, không ngừng nỗ lực phấn đấu, tham vọng thăng tiến thì mãnh liệt. Theo đó, cái hiệu suất công việc nói chung nó cũng được tăng cao, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, mở ra nhiều cái cơ hội để được thăng quan tiến chức. Dù có thời điểm chịu cái tác động của cái hung tinh, nhưng mà ấy, trong thời gian này thì những khó khăn khách quan do thị trường mang lại hay là do tiểu nhân quấy phá, thì những người tuổi Dậu vẫn kiên trì với cái mục tiêu, tỉnh táo ứng biến và thu về cái kết quả ngoài cái sự mong đợi. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới đây thì những người tuổi Dậu cũng được vượng vận quý nhân. Vậy nên là quý vị cũng sẽ trở nên gì có quyền thế hơn và sẽ kết nối được nhiều mối quan hệ tốt lành. Nhưng mà quý vị nên nhớ nhé, thành công không phải là cái chuyện một sớm một chiều, và nó là cái sự tích lũy, sự nỗ lực lâu dài. Nếu như mà từ trước đến nay các bạn đã đen đủi xui xẻo rồi thì cái tháng 6 âm lịch là cái thời cơ cho quý vị chuyển vận giàu sang. Vậy nên quý vị đừng bao giờ thôi cố gắng, khi mà chạm tay đến cái đỉnh vinh quang thì quý vị cũng đừng ngủ quên, kẻo cái niềm vui nó lại gì dễ dàng biến mất và quý vị lại chuốc lấy cái thất bại thảm hại. Thưa quý vị, nói chung ai chúng ta cũng biết những người tuổi Dậu vốn là những người mà có sinh ra thì đã vượng tài rồi và rất có duyên với kinh doanh buôn bán. Đời sống vật chất nhìn chung thì cũng khá là sung túc, tiền thì cứ hết lại có, không có quá eo hẹp trong cái chuyện là chi tiêu. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới thì lại gì là cái thời điểm thích hợp, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, lại có cái cát tinh nó chiếu mệnh nữa, cái vận khí nó tăng lên mạnh mẽ, tài vận vì thế mà cũng được khởi vượng hơn trước rất là nhiều. Cả chính tài và thứ tài trong thời gian này cũng đều có những cái sự tăng trưởng vượt bậc, cái nguồn thu nhập chính và phụ thì đều tăng lên. Điều đó có nghĩa rằng là gì, dù là người làm công ăn lương hay là những người làm kinh doanh buôn bán đầu tư thì đều có thể đạt được cái mục tiêu tài chính của mình. Theo đó, trong thời gian này, con đường kiếm tiền làm giàu của những người tuổi Dậu sẽ không còn được khó khăn như trước. Trái lại, xuất hiện nhiều cái cơ hội, quan trọng là quý vị có nắm bắt được nó hay không mà thôi. Và để gia tăng thêm cái may mắn và được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong 3 ngày tới, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thì đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 3 ngày tới thì những người tuổi Tỵ cũng gặp được cái cục diện là thiên thời địa lợi, chỉ còn thiếu cái yếu tố nhân hòa nữa là mưu sự lớn nhỏ gì cũng đều là thành công rực rỡ. Thì đây là cũng là cái thời điểm khá lý tưởng để cho những người tuổi Tỵ ấy, chú trọng mở rộng cái phương diện ngoại giao, tăng cường giao lưu, tiếp xúc với những người có quyền có thế. Khi mà thời cơ đến, họ sẽ là quý nhân và được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nói chung ấy, con đường thăng lương thăng chức cũng nằm trong tầm tay của các bạn. Bên cạnh đó lại có quý nhân giúp đỡ, nhưng mà trong thời gian này thì những người tuổi Tỵ, cái thiếu của những người tuổi Tỵ trong thời gian này đó là gì? Cái sự quyết đoán và cái sự nhất quán về cái mục tiêu và có một cái kế hoạch rõ ràng. Chỉ cần bổ sung là được, chắc chắn sẽ thu được những cái thành công ngoài mong đợi. Thêm nữa, quý nhân cũng sẽ thúc đẩy cái tài khí nó vượng vận, hỗ trợ rất lớn cho cái mặt tài lộc, tiền bạc của quý vị trong thời gian này. Thêm nữa, trong thời gian này cái chuyện làm ăn kinh doanh thì được phát đạt, làm nhiều thì hưởng nhiều, tiền bạc thì cứ dùng dính mà chi tiêu. Các nguồn thu nhập dù là chính hay là phụ cũng đều được tăng lên trông thấy. Những người làm công ăn lương hay là những người buôn bán kinh doanh, hoặc là những người làm chủ ấy, nói chung ấy, mọi người thì đều được thăng lương thăng chức hoặc là chuyển đến những vị trí công tác cao hơn. Bên cạnh đó, những người làm chủ, những người làm tư thì mua may bán đắt, tiền bạc cứ ùn ùn đổ về túi. Tuy nhiên, cái thời điểm này thì cũng có một vài cái hung tinh nó tác động, khiến cho tinh thần của quý vị cũng sẽ bị chịu nhiều cái áp lực. Đôi khi quý vị suy nghĩ tiêu cực về cái việc kiếm tiền và làm giàu, nên là gì? Đôi khi có xu hướng lười nhác và rất dễ để cho cái tiền nó tuột khỏi tầm tay. Thì ngoài ra, đây cũng là cái thời điểm mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý về cái vận trình của mình, do là gì? Vướng phải một vài cái hung tinh nó chủ về cái công quyền về pháp luật. Vậy nên khi mà ký kết hợp đồng, làm giấy tờ thì quý vị cũng nên là gì? Cẩn thận nhé, kẻo gặp những hung họa. Bên cạnh đó thì cái vận trình nhân duyên của những người tuổi Tỵ cũng khá là có lợi. Những người độc thân thì vượng vận đào hoa, có nhiều cái cơ hội để gặp gỡ, kết giao với những cái đối tượng được ưng ý. Tình yêu thì nhanh chóng chớm nở, hứa hẹn sẽ có một cái đám cưới hạnh phúc. Có điều để đạt được cái điều đó thì những người tuổi Tỵ trong thời gian này cũng cần phải nhắc nhở bản thân chủ động hơn nữa trong chuyện tình cảm. Mọi thành công thì đều đến từ cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực, đúng không ạ? Bên cạnh đó, với các cặp đôi đang yêu đương ấy, thì tình cảm nói chung ấy, nó cũng tiến triển theo cái chiều hướng tốt đẹp. Thêm nữa, quý vị đã kiểm soát tốt được cái tôi của mình đấy, nên là cũng sẽ giữ được cái hòa khí trong gia đình. Còn các cặp vợ chồng ấy, thì có thể là gì? Sớm đón nhận cái tin vui trong nhà và gì? Mọi sự sẽ được trở nên hanh thông thuận lợi. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, vận trình tình duyên cũng như là vận trình về sự nghiệp gia đạo, thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ nhé. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn thì không ai khác, đó chính là những gia chủ tuổi Tý. Thưa quý vị, những người tuổi Tý trong thời gian này cũng được quý nhân tương trợ, lại được thần tài ghé thăm. Đâm ra là cái chuyện làm ăn, buôn bán, sự nghiệp của những người tuổi Tý nói chung là khá là thuận lợi và hanh thông, có sự tăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội thăng quan tiến chức đang nằm trong tầm tay của các bạn. Thêm nữa, bản mệnh lại được các tinh nó chiếu mệnh. Đâm ra là cái chuyện làm ăn dù có khó khăn bước đầu nhưng về sau cũng sẽ được gì? Hanh thông thuận lợi và đạt được những kết quả như ý muốn. Cái sự nghiệp thì thăng tiến không ngừng, có thể được cất nhắc lên những cái vị trí tốt hơn, hoặc làm quản lý hoặc làm lãnh đạo. Nói chung ấy, trong thời gian này thì quý vị cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về vận trình tiền bạc của mình. Thì ngoài ra ấy, quý vị còn được cái cát tinh nó cao chiếu cũng rất phù hợp và rất tốt cho cái sự nghiệp của những người tuổi Tý nếu mà muốn được thăng quan tiến chức. Bên cạnh đó thì những cái nỗ lực, những cái tham vọng của những người tuổi Tý trong thời gian này cũng được thôi thúc và đạt được những cái thành quả như ý muốn. Thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Tý trong cái tháng 6 âm lịch họ đã biết thể hiện cái tài năng của mình, cái tôi của bản thân, và quý vị cũng sẽ nói chung ấy là có số là vượng tài, lại thêm vì có nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh nữa. Nên là cuộc sống cũng sẽ xuất hiện vô số những cái cơ hội bất ngờ nó kéo đến. Bên cạnh đó thì quý vị cũng cần phải chú ý để công việc có nhiều đột phá, từ đó cũng sẽ thúc đẩy cái tài vận, cái tiền bạc nó gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo là thiếu cái chuyện tiền tiêu. Muốn có cái hoạch tài bất ngờ trong thời gian này thì những người tuổi Tý có thể là gì thử sức với một số cái lĩnh vực mới như là đầu tư vào thị trường chứng khoán, bất động sản, vàng bạc, vân vân. Đó. Có điều trước khi mà làm bất cứ cái việc gì thì quý vị cũng lại cần gì suy nghĩ kỹ càng và tìm hiểu kỹ về thị trường, kiểm soát tốt cái cảm xúc của mình. Có như thế thì mới tránh được những cái thiệt hại về tiền của. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới đây, thứ Tư, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư thì quý vị cũng sẽ nên lấy chính tài làm chủ, tập trung phát triển cái công việc hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc nếu mà chưa sắp xếp được thời gian. Khi mà quý vị dồn công sức cho một việc thì cái thành quả của nó cũng sẽ lớn lao hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, dù hứa hẹn một năm có nhiều cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng mà những người tuổi Tý cũng nên lấy cái phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu, hết sức tránh cái tình trạng là tiêu pha lãng phí. Các cụ nói là gì? Nói chung là tích tiểu thành đại. Bên cạnh đó thì cũng có những cái thời điểm mà những người tuổi Tý cũng phải đối mặt với những khó khăn, những cái áp lực về vấn đề về tài chính. Tuy nhiên, cái ảnh hưởng nó cũng không quá lớn. Trong gian khó thì quý vị cũng rèn luyện được cái bản thân và có những cái bước đi và có sự chuẩn bị kỹ càng hơn cho tương lai. Vì thế, quý vị đừng nên ngừng học hỏi nữa và liên tục phát triển bản thân nhiều hơn. Và để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo ấy, con giáp may mắn thứ 4 trong chương trình ngày hôm nay mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Thân. Kính thưa quý vị, nói chung trong 3 ngày tới, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư sắp tới đây thì cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Thân cũng được hanh thông rực rỡ. Các bạn sẽ tìm được những cái cơ hội để rèn luyện và phát huy cái điểm mạnh của bản thân. Nhờ thế mà công việc có những cái dấu hiệu chuyển biến một cách tích cực. Đặc biệt, nếu mà các bạn làm trong những cái dự án hợp tác ấy, thì cũng sẽ vô cùng là thuận lợi. Bên cạnh đó, cũng có một vài cái hung tinh nó cũng sẽ khiến cho quý vị đôi khi ấy, trở nên nóng nảy hơn, nóng tính hơn và hay gây bất đồng, gây mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Đây là cái khắc tinh trên con đường thăng quan tiến chức cũng như là gì khiến cho các bạn nảy sinh nhiều cái xung đột, nhiều cái mâu thuẫn với cấp trên. Nói chung ấy, những người tuổi Thân thì có lòng tự trọng cao nên là thường không chịu xuống nước để mà thỏa hiệp với đồng nghiệp mà luôn khăng khăng khẳng định theo cái ý kiến của mình. Cái việc hợp tác đôi khi ấy, nó cũng không được suôn sẻ như ý muốn. Nếu như mà các bạn muốn thành công trong sự nghiệp thì nói chung ấy, quý vị sẽ phải tốn rất nhiều cái thời gian và cái công sức. Cần phải thay đổi cái định vị của bản thân để mà thích nghi với cái hoàn cảnh, không nên là nóng nảy bốc đồng để rồi đắc tội với cấp trên hay là với tiểu nhân. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới thì cái phương diện tài lộc của quý vị cũng sẽ đạt ở mức là gì phát triển khá là bình ổn và có cái dấu hiệu gia tăng mạnh mẽ. Cái mặt tốt là quý vị có thể đạt được những thành tích tốt trong các lĩnh vực như là kỹ thuật, tài chính, kinh doanh, buôn bán. Nhờ đó mà cái tài lộc của quý vị cũng được tăng tiến. Tuy nhiên, để đạt được cái kết quả như ý muốn thì quý vị cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Thêm nữa, trong thời gian này thì nói chung ấy, những người tuổi Thân ấy cũng cần phải chú ý không nên đưa ra những quyết định nóng vội, tránh uống rượu bia hay là gì tránh mà đi lại khi mà đầu óc không được tỉnh táo, kẻo nó ảnh hưởng không tốt đến cơ thể. Hạn chế đến những cái nơi hỗn tạp như là vũ trường, quán bar hay là những nơi có nhiều âm khí vì nó sẽ không tốt cho cơ thể. Đó. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Thân cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư. Và trong 3 ngày tới, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 âm lịch thì chúng ta sẽ có 4 con giáp được trời thương Phật độ, mang lại cái vận khí may mắn hanh thông, dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe hoặc là đổi đời sau một đêm. Đó là những tuổi sau: 1 là tuổi Dậu, 2 tuổi Tỵ, 3 tuổi Tý, 4 là tuổi Thân. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.